Ở mùa 4 này, mình có làm một event nhỏ nhỏ, đó chính là event tặng vé định mệnh mùa 4. Nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là like, share, subscribe kênh của mình. Và hãy để tên in game cộng một số thứ tự từ 1 đến 999 ở dưới comment nhé. Phần thưởng sẽ công bố vào ngày 26 tháng 9, anh em hãy cùng chơi vui vẻ. Chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình nhá. Mình đang khởi đầu trận đấu với kiểu là con gì đây? Đó, có Yasuo này anh em. Khởi đầu trận đấu thì mình đang có hai giọt nước mắt rồi. Với cái hai giọt nước mắt này thì mình sẽ nghĩ tới một cái điều, đó chính là làm về một con gì đó cầm ba dao điện hoặc là ba cái sâu zin đi, gọi là những thứ liên quan đến giọt nước mắt mọi người nhá, mình sẽ làm. Yasuo ba dao điện, rồi Yasuo chú thợ điện thì cũng khá là hay, một cái chủ đề mà mình nghĩ là nhiều anh em cũng muốn xem lắm. Nếu video này mà kiểu cảm giác mà cái ra được ba dao điện thì mình sẽ làm cho anh em xem nhá. Ok. Để có một con Yasuo chất lượng nhất ấy thì bắt buộc phải có một con, đó chính là con Yasuo tinh anh. Tinh anh thuộc về hệ kiểu song đấu ấy. Vì có như thế thì mình sẽ có một con Yasuo chất lượng nhất có thể. Và để có thể kiếm một con Yasuo tinh anh song đấu thì điều đó hơi khó khăn. Vì con Yasuo là một con quốc tướng ấy, quốc tướng nên là nhất là nhiều anh em đích, ông nào cũng lựa chọn cho mình con Yasuo cả. Vậy nên là không chỉ riêng mình đâu. Ok, khởi đầu mình cho nó mắt vào đã. Chắc chắn là mình sẽ có chuỗi thua rồi, bởi vì với kiểu đội hình này thì không thể nào thắng nổi mọi người ạ, không thể nào thắng nổi luôn ấy. Yasuo, Fiora cộng với cả Wukong này thì ui, đấy em thấy họ chưa gì này, ông này đã có tận hai con, tận bốn con Yasuo rồi. Yasuo 2 sao cộng với cả một cái giáp gai nữa, check một chút. Ui, ông này thì lại có Yasuo tinh anh này. Đấy, tôi nói anh có sai đâu. Ông này cũng có luôn ạ. What the fuck? Vậy là tận có tận 3 4 ông có Yasuo 2 sao rồi. Trong khi đó là có hai ông Yasuo tinh anh nữa. Đó là một điều hơi khó khăn để có thể kiếm được Yasuo ở trong game này. Nhưng không sao. Mình sẽ không bỏ cuộc, không lùi bước mọi người ạ. Mình cố gắng nhá. Con Yasuo này thì thuộc hai hệ, đó chính là hệ song đấu và hệ độc hành. Nó hai hệ đó. Vậy nên là khi anh em con Yasuo thì nó mặc định ấy, khi mà nó tinh anh thì mặc định là song đấu nhá. Rất là hiếm khi nó không bao giờ có ấy, nó phải độc hành cả. Nên là khi đã có Yasuo tinh anh mà chỉ có song đấu thôi. Cả Zone cũng vậy. Zone thì hệ độc hành nó cũng không bao giờ có hệ độc hành tinh anh cả, nó chỉ có hệ đại sư và hệ đại sư và độc hành. Ui, gặp ông này lại cầm Yasuo tinh anh nữa, căng quá. Toàn những con mình đang cần mà mấy ông này cầm nhiều thế này thì mình cảm giác hơi bị khó chịu nha, khiến mình cảm thấy thèm thuồng đấy. Fiora xong à, Fiora tinh anh kể khai sáng à. Cái mình cần là chính là Yasuo song đấu mọi người ạ. Chỉ có Yasuo song đấu thì mới có thể giúp mình cảm thấy hạnh phúc thôi.
So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a to get out. Hy vọng round này ra cái bé cung gỗ nha. Cung gỗ xuất hiện đây ông ơi. Cung gỗ. Bli. Có Joshua tiếng Anh rồi. Ui, nó không phải là cung gỗ, một cái găng đấu tập mọi người ạ. Có không? Vâng, là nó chính là một giọt nước mắt nữa. Mình đã có ba giọt nước mắt ở trong cái game này rồi, ba giọt nước mắt rồi mà lại không có một cung gỗ nào cả. Khá là kiểu tỷ lệ thiệt thòi, hơi bị thiệt thòi đấy. Chúng ta bây giờ phải tìm kiếm ba cái cung gỗ. Mà món trang bị cung gỗ thì là món trang bị mà rất là nhiều anh em ưa chuộng để lấy. Bởi vì bây giờ cái meta thiện xạ đang gọi là chen anh em. Gọi là chen anh em ạ. Thì chen cung gỗ anh em chơi kiểu hệ thiện xạ rất là hot ấy. Nên là mình khó có thể nào mà lấy cung gỗ được. Và hệ thiện xạ ở trong cái game này thì trong mùa 4 này thì rất là chất lượng. Hệ thiện xạ khi anh em kiểu có 4 thiện xạ mà những con tướng chỉ lên 2 sao ấy thôi thì nó sẽ giải quyết tất cả vấn đề luôn, quá mạnh. Hệ thiện xạ là một hệ đang bị lỗi, một lỗi nặng mọi người nhá. Ok, ông này thì đang chơi gì đây? Ông này đang ui có Ire chất lượng quá nhở. Ire cầm hẳn một cái trang bị bùa đỏ luôn, à một cái giáp lửa luôn mọi người ạ. Trang bị giáp lửa này thì ở một phiên bản 9.20 sẽ bị nép nhá, nép cực nặng luôn. Ok, có Jack này, có 4 song đấu này. Mình thì đang gọi là thua sấp mặt lờ mọi người ạ. Đang chỉ còn có 67 máu thôi. Đang ở vị trí top 8 này, top chop best luôn. Khai sáng phiêu ra lấy luôn nhá. Ok, Asua này, mình giờ. Bây giờ thì mình lên Asua 3 còn không quan trọng nữa. Mình cần quan trọng bây giờ là mình cần đó chính là giao điện thôi.
chỉ giao điện mới làm mình hạnh phúc được thôi. Ông này đang chơi chiến, à chơi tiến tướng kết hợp với kiểu à sát thủ à, sát thủ à, ok mình ăn được thôi. Và Yasuo của mình thì nó sẽ có thể clear được 4 sóng đấu thì tăng tốc độ đánh rất là cao đấy. Chém liên tục, chém liên tục, chém anh em không trượt phát nào luôn. X, Nulu, Twitter Fake, Team Ken. Những con này thì không liên quan gì đội hình của mình cả nên mình không pick nha. Cho nó tượng trưng một chút thôi. Ron nào, không thấy đâu. Yasuo ở game này thì anh em pick khá nhiều, vậy nên là cái tỷ lệ có Yasuo ở trong game này thì hơi thấp. Mình cần phải nhân phẩm nhiều hơn mấy ông đấy một chút thì mình mới có thể có Yasuo 3 sao được. Đấy anh em thấy không ạ? Mới check khoảng tầm 4 5 ông thì đã tầm 4 ông 4 trên 5 đã cầm Yasuo rồi. Chứng tỏ con tướng quốc dân anh em ạ, một con tướng quốc dân, quốc tướng anh em gọi là auto pick. Ây, gặp luôn này, vừa nói ơi có Yasuo này anh em. Mình Yasuo của mình thì sắp lên 3 nha, còn hai con nữa thôi là có thể úp 3 sao rồi. Ông này thì đang chơi hệ xong đấu này, cũng xong đấu như ai đây. Nhưng mà có vẻ yếu hơn mình khá nhiều. Mình thì có xong đấu tiếng Anh với cả Yasuo tiếng Anh nữa, vậy nên là có thể mạnh hơn ông này nhìn hơn một chút. Có gì đây, có thìa nha, có thìa, có cung gỗ. Hy vọng là nhận được cung gỗ rồi đi. Mình cần cái cung gỗ này cực gần gần luôn. Ok, có cung gỗ anh em ạ. Bây giờ thì mình cũng chưa muốn Yasuo lên 3 sao đâu mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là mình lỡ lắp cái giọt nước mắt vào rồi ấy. Bây giờ mà Yasuo lên 3 ấy thì nó thành luôn một cái trang bị bùa xanh luôn. Ôi, ông này đang chơi cuồng giáo này. Giờ mình thắng nổi không đây? Trong khi con Yasuo của mình đang bị rất là nhiều chiếc lao của con Kalista găm vào. Ok, thua đậm luôn mọi người ạ. Phát này thì chắc là mình sẽ trở về cõi top 8 rồi. Anh em đánh khá là gắt.
khá là căng thẳng mọi người ạ. Năm mươi ba máu. Up level anh em ơi, mình sẽ up lên level 6 nhá, cho con Ire vào để kích hoạt hệ khai sáng. Khai sáng cái hệ thánh thần ở trong cái mùa 4 này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái khả năng, đó chính là sát thương chuẩn. Thay vì ở mùa 3 thì chúng ta sẽ có hệ, đó chính là hệ thánh mẫu của con Janna sẽ giúp cho đội hình có sát thương chuẩn, thì bây giờ thì chúng ta đã có hệ xong hệ thánh thần là hệ giúp chúng ta có sát thương chuẩn mọi người nhá. Ở round này có những tận 3 bọc đồ, 3 bọc trang bị, nhưng mà liệu rằng thì những bọc trang bị đấy có chứa cung gỗ hay không thì chúng ta cùng theo dõi nào. Không có cung gỗ rồi. Wow shit, không có cung gỗ mọi người ạ. Khá là buồn nha. Có một cái Neko nhưng mà lại không cung gỗ. Fira 3 sao này lấy luôn. Run một chút nữa nào. Rắc 2 sao lấy luôn nhá. Bây giờ mình sẽ run để đội hình cứng một chút để không phải chơi chuỗi thua nữa. Bây giờ chơi thua nữa là tí nó không dễ chết được đâu. Lượng máu còn quá thấp mọi người, 53 máu còn quá thấp để có thể dễ chết được. Vayne này, đấy. Cái mùa được meta hiện tại đang chơi cái hệ tiên phong với cả thiện xạ ấy, anh em thấy nó mạnh không ạ? Mình gặp ông này 2 lần rồi và lần nào cũng bị đấm một phát gọi là trừ cả chục máu ấy. Ui, 40 máu, trừ 13 máu luôn. Căng quá. Đấm không thấy mặt trời nữa rồi. Mắt đen xì rồi anh em ạ. Lắp trang bị đi, có thể mình sẽ lắp cho Fira cái nỏ sét đi. Nó 3 sao nên lắp nỏ sét nó cũng khá ổn. Có một chút chống chịu, một chút sát thương gây ra từ cái nỏ sét. Còn Jack này thì nó kiểu là cho ta trang bị cho nó thì đã càng nhiều tốc đánh càng tốt. Một có thể là một cái cuồng đao chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho mình gọi là một chút cái khả năng gọi là chống chịu á. Wow, ông này đang chơi gì đây? Pháp sư à? Căng quá. Ông nào cũng khỏe cả. Lasua cố lên ông. Cứa cổ nó. Ok. Khe đây chính tên địch bị chết rồi, mình sẽ có thể win rồi. Lên cấp anh em ạ. Lên cấp đi. Mình nghĩ phải lên cấp. Kalista không lên đấy nhá. Kalista thì mình bây giờ chỉ cần 2 sao thôi chứ 3 sao thì... 3 sao thì không giải quyết vấn đề gì, trang bị không có. Với cả là game này thì mình chủ yếu muốn cho anh em xem con carry chính là con Dasua thôi. Bây giờ mình đang cần thiếu một con xin thông các mọi người nhá. Con xin dao nữa. Xin dao nữa thì mình sẽ có 6 song đấu. Nãy giờ Ron không thấy đâu cả. Con xin dao này có vẻ hơi bị khó chịu, không chịu ra. Game này thì nhiều anh em chơi song đấu quá. Được đúng hôm mình muốn chơi xong đấu cho anh em xem thì nhiều người chơi xong đấu quá nên mình không thể giành cạnh tranh được. Ơi, ông này đang có xong đấu đây nhưng mà lần này bị đấm chắc phải gần chết luôn đấy. Hấp hối luôn rồi. Phát này phải trừ 15 máu. Đau quá mà. Nhưng mà cũng không giải quyết vấn đề gì cả bởi vì nhiều người chơi xong đấu quá. Vậy nên là tiêu diệt được một ông thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Quan trọng nhân phẩm thôi. Bây giờ nhân phẩm của mình là đang cần những thứ như kiểu là... cung gỗ rồi, chỉ cần cung gỗ với dao điện thôi là mình vui rồi. Còn Dasu 3 sao bây giờ điều chắc chắn rồi, không thể nào tránh khỏi Dasu 3 sao nữa rồi. Bởi vì mình đang có một cái Neko nữa mà. Đây, có dao điện này. Vậy là mình đã có 2 chiếc dao điện nhá. 2 chiếc dao điện trong một game. Còn thiếu một cái dao điện nữa, cuối cùng nữa là mình sẽ có Dasu 3 dao điện.
Ok, hai giao điện rồi. Bây giờ thì mình có thể tự tin này, tự tin úp ra xu lên 3 này. Đấy, lúc nãy thì nếu mà mình úp lên 3 này thì nó sẽ dính ngay cái trang bị, đó chính là một cái bùa xanh. Nhưng bây giờ thì ok rồi, bây giờ là ổn rồi đấy. Bây giờ có thể úp lên 3 được luôn. Và hy vọng là round 4.7 này thì xuất hiện một cái cung gỗ thôi. Farm quá xuất hiện một cung gỗ thôi là hạnh phúc. Sẽ rất là vui khi thấy một cái cung gỗ rớt từ những con quái ra. Hy vọng mong manh ạ. Anh em thấy cái hệ đại sư ạ, hệ đại sư. Ui, lốc à. Ông này đã tính lốc la su của mình rồi. Anh em hệ đại sư ạ, hệ đại sư thì gặp mấy kiểu liên quan sát thủ hoặc là kiểu song đấu thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì hệ đại sư là giúp cho cái đội hình của mình sẽ có một chút khống chế như kiểu là tim băng nhân tạo vậy. Có một ông thì bảo mình về làm kiểu zone 3 tim băng. Ok, được, khi nào mà có cơ hội mình sẽ làm cho ông ấy xem zone 3 tim băng nhá. Zone 3 tim băng kết hợp với cả 4 đại sư. Thì mình nghĩ là chắc các đối thủ, tốc đánh của đối thủ sẽ còn khoảng tầm... Chắc còn tầm quá nhiều ấy, thụt quá nhiều. Còn thêm cả mê hoặc nữa chứ. Nếu mà kích hoạt thêm cả mê hoặc nữa, slow nữa thì mình nghĩ là cái tốc độ kiểu làm chậm nó còn lên tới tột đỉnh luôn ấy. Ok, bây giờ mình có 6 song đấu rồi nhá. Đã có 6 song đấu. Mình vẫn đang kiểu hồi hộp chờ đợi là chính là round 4.7 rồi. Round 4.7 là một round quyết định tất cả thành bại hay không ở trong round 4.7 đây. Có thể trở thành ra xua chú thợ điện hay không ở round 4.7 cả. Ê, choáng à. Lắc ở cái mùa này thì nó thuộc hệ thánh thần nhá. Thánh thần và mê hoặc. Cái khả năng choáng của nó cũng khá là gắt. Chói chân, cái khống chế của nó khá là ghê. Đợt trước mình còn chơi một cái game về kiểu lắc phù thủy thì khiến cho đối thủ phải bật khóc. Bởi vì ăn choáng quá nhiều. Đối thủ chảy hết nước mắt luôn. Khá tội. Từ đó thì mình không chơi lắc pháp sư nữa. Bởi vì tội đối phương quá tội, mình không muốn chơi nữa. Cướp hết nước mắt của các bạn đấy thôi. Rồi, đây chính là round quyết định này. Để xem mình có 3 sao điện hay không. Ở round này hết đây. Mình phải gọi là Brave for cung gỗ thôi. Cung gỗ xuất hiện thôi. Mình có 4 trận win rồi. Khi mình đã có đủ 4 song đấu thì đội hình của mình mạnh hơn khá nhiều. Đấy là chưa kể là giờ có kiểu một cái giao điện nữa thì sẽ còn khỏe hơn nữa nha. Chất lượng hơn nhiều hơn nữa. Uầy, anh em có nhìn thấy gì không ạ? Tôi không tin mắt mình nữa rồi. Một cái cung gỗ. Và bây giờ mình đã có đa xua 3 giao điện rồi đấy. Kiếm thêm một chú gia xua thôi. Mình sẽ có là gia xua 3 sao. Sài Neko luôn nhá. Bây giờ gặp là Sài Neko luôn. Không phải suy nghĩ. Cho quỷ thư đi. Vì đội hình của mình cứ có một cái khống chế với khả năng ngăn cái dạng khả năng hồi máu ấy. Mình nên sẽ gặp quỷ thư luôn. Quỷ thư cho ông Jack. Có gia xua không? Có sen để sen nhá. Mình muốn xem lên 2 sao đi. Một chút khống chế, một chút chống chịu cũng khá ổn. Ai ông này chơi kiểu gì đây? Cũng thiện xạ kết hợp với cả cuồng giáo này. Win nổi không? Win nổi không đây? Ê à, win được. Kalista anh không biết, tốc đánh của hệ song đấu nó quá cao kìa. Kalista đánh như thằng điên luôn, thằng nghiện luôn. Có ra xua nhá. Ok, mình sẽ kích hoạt Neko luôn. Và mình đã có chính là ra xua 3 sao và 3 giao điện. Check map một chút.
Vâng, kiểu đây là con anh Yasuo chú thợ điện à. Đẹp trai vãi cả trưởng luôn. Yasuo bát dao điện, chém bay nóc đối thủ luôn. Ông này đang có vai nè anh em ạ. Mình sẽ để vị trí này nhá. Bây giờ mình sẽ để này này. Mình sẽ để ông Jack vào bên đây. Đó, như thế này. Như này là hợp lý nhất này. Bởi vì Jack nó sẽ, ông Jack này sẽ có cái khả năng gọi là khiến cho đối thủ bị khống chế á. Đây, có cái né đòn tấn công này. Nên mình sẽ để bên này để cho những ông kiểu thiện xạ sẽ không bắn được. Ông này đang có Yasuo đây. Game này nhiều người Yasuo cầm Yasuo nhưng mà rất khá là hên. Mình đã có cho mình Yasuo 3 rồi. Nên là tuyệt vời quá. Uầy, chém kìa. Đúng là anh Yasuo chúng tôi điện trong truyền thuyết đây rồi mọi người ạ. Quá chất lượng. Ông top 1 vẫn 6 thiện xạ nhưng mà ông này 6 thiện xạ này. Vẫn đang 92 máu. Nhưng mà ông này máu thì giấy. Anh em hiểu không? Máu giấy nên là khả năng mình có thể giết ông này khá là cao. Không có Zone nhỉ? Có Zone ở đây thì ngon. Có tim băng em ạ, mình sẽ lấy cái tim băng này nhá. Tim băng cho Sen đi. Nếu mà mất tim băng thì mình sẽ lấy cái con Sen cầm món trang bị. Ok, có Sen ạ, có cái tim băng này, mình sẽ cho Sen tim băng nhá. Cái hệ đại sư này nó mà có tim băng nữa thì ngon hơn. Nó sẽ khiến đối thủ bị slow motion nhiều hơn mọi người nhá. Ok, cho Sen nào. Cho Sen hay là cho cô cho Sen mọi người nhá, cho Sen đi. 40 vàng nữa mình sẽ up lên level 8 kiếm thêm anh chàng Zone nữa là mình sẽ có hệ luôn độc hành luôn. Hệ độc hành này sẽ được hút 80% hút máu luôn. Đây này, ông top 1 này, ông tôi đang có vai ne này anh em, nguy hiểm đấy. Nên là mình sẽ để ở ra xuống đây nó clear mấy ông móc giấy này một chút rồi mình sẽ xông vào đâm sau. Ê, không gặp à, cũng gặp thiện xạ nhưng mà mình chỉ có 3 thiện xạ thôi, 3 thiện xạ kết hợp với cả cuồng giáo. Ra xua làm hết anh em ạ, ra xua giao điện thì làm hết rồi. Anh em thấy cái lượng mà sát thương giao điện nó chém kìa. Gọi là ra xua không cần có mặt nhưng mà vẫn mấy ông kia vẫn gọi là bị bốc hơi bởi cái sát thương giao điện đấy. Quá khó chịu. Talon này, giờ hin này, 40 vàng up cấp. Nhưng mà thôi, mình sẽ eco lên 50 vàng và up cấp đi cho nó khỏe. Bởi vì mình chưa có gì phải vội cả. Nếu mình gặp ông này mình thua thì mình sẽ dùng vàng sau. Nếu như mà ông này giết được mình dùng vàng sau. Còn nếu mà không giết được thì mình cứ eco vàng lại up vào tay vào 8 và dùng cái lượng 50 vàng để ron kiếm zone. Với cả update đội hình mình lên khỏe một chút nữa. Ông Vayne, ok, mình sẽ đổi vị trí qua Vayne bên đây đi. Như này đi em ạ, như này ổn hơn. Rồi ok, bây giờ mình test thử cho nó hiểu liệu Yasuo có thể cân nổi ông Vayne được không. Ui, có vẻ hơi sai lầm rồi người ạ, bắn kinh quá, Vayne bắn kìa. Chết rồi, kinh khủng quá, xịn sạn quá ghê rồi. Hơi nguy hiểm nha, 6 trận xạ này. Mình bị thua rồi. Khá căng đấy. Nhưng mà không sao, còn tầm return vài round sau này mình mới gặp lại ông này tiếp. Cái món trang bị gì khổng lồ mình sẽ cho ông rồi hình nha. Mình sẽ cho rồi hình cái món trang bị đó chính là cái gì khổng lồ này. Đạt Phúc Long, dấu ấn đồng thiêng, mấy ngày thì mình clear được, quan trọng ông top 1 thôi. Ông top 1 có tiệ tiên phong nữa nên là mình không thể có thể giết nhanh được. Còn thiện xạ thì quá khỏe để có thể làm mình bốc hơi. Nguy hiểm tột độ. Giờ khổng lồ cho giờ hin nhá. Và cho con Kalista này. Anh xin thông, ok, u cấp nhá. Sen này, ok, giờ này sao. Jack. Ôi trời ơi, cái này sao không phải là Zone chứ.
Lee Sin à? Sin là nhiều quá nhở. Cho này vào đi. Oh my god. Mình ngáo đá mẹ rồi anh em ạ. Mình cứ tưởng lên xin hệ thánh thần thôi. Ba người nó hay cả hệ song đấu đó mọi người ạ. Thật là vãi trưởng các bạn ạ. Ui ra xua. Chết rồi, ra xua bị thất thương cắn mất rồi. Nhưng không sao. Còn rất là nhiều anh em của ông ấy đang ở phía sau nữa. Thật là vãi trưởng các bạn ạ, mình bỏ con đi xin nữa. Mình nghĩ trong đầu là con Lee Sin là chỉ hệ thánh thần thôi chứ không phải hệ song đấu mọi người. Nhưng mà ai ngờ là hóa ra mình đã nhầm. Wow, shit man. Không có nhở. Bây giờ thì anh em phải thấy rằng là mình đang có hai đại sư này. Hai đại sư các kiểu con đà điểu. Trang bị quỷ thư. Trang bị quỷ thư rồi giờ nếu mà cho thì sẽ cho con ông này mình vừa gặp xong này, bây giờ khả năng sẽ gặp lại ông top 1 này. Ông top 1 này lúc nãy mình bị thua một cách hơi bị đậm đà nó rồi. Cho qua đây đi. Để xem lần này sẽ khả quan hơn không nhá. Lúc nãy bị thua hơi đau đấy. Hai anh em nhìn cái lượng sát thương kìa. Sát thương từ cái hệ nó ra kìa. Không phải đỡ nổi anh em ạ, nhiều quá, sát thương nó dồn dập. 6 thiện xạ anh em ạ. Chịu rồi. Trừ khi kiểu mình có cái gì nhờ. Bây giờ mình có cái gì mới giải quyết được con 6 thiện xạ này đây. Rắc à? Rắc 3 sao ư? Ezreal thần rừng. U hồn các đảng. Khó nhờ. Một bài toán khá là khó. Con Vayne này nhìn 2 sao thôi nhưng nó bắn quá kinh khủng anh em, sát thương của nó này. Giờ hin nữa. Khó chịu ghê luôn á. Mấy giờ toàn bị thua kiểu toàn bị thua bởi ông thiện xạ thôi. Thiện xạ. Wow, shit man. Nó lại thay đổi rồi. Me mình hoài với anh em. Tôi có làm gì ông đâu mà ông me đeo hoài vậy? Ra xuống. Đúng rồi, ok, clear rồi. Nhưng mà chỉ còn một đối thủ thôi. Một đối thủ cuối cùng là ông top 1 này. Anh em thằng top 1 mà bất bại. Ông là chỉ thua khoảng tầm 2 round đầu thôi. Và tất cả round sau chiến thắng. Hầu như là chiến thắng hết. Ui, con team Ken này trâu quá. Nhưng mà trâu đến lâu cũng chết mọi người. Cũng không giải quyết được vấn đề gì. Có zone không? Không có zone luôn. Có team băng em ạ. Có team băng này. Nếu mà có một cái sân song đấu nhân tạo thì tuyệt vời biết mấy. Nhưng mà rất tiếc nó chỉ là mơ thôi. Ai em lại cầm thêm hai cái trang bị ấy nữa chứ. Ui có zone anh em ạ. Có zone nha. Có zone. Có tim băng. Nhưng vấn đề của mình bây giờ là How to đâm vào cái trụ sở chính của team địch. Làm sao để đâm vào trụ sở chính của team địch đây? Ok. Nhân phẩm ra rồi, xem nào. Trận chiến cuối cùng thôi. Thắng hay là thua đều ở trong round này hết mọi người ạ. What the fuck, đang choáng kìa. Chịu anh em ạ. Anh em xem video của mình, đăng ký kênh, một like video nhá. Mình bất lực trước cái ông 6 xiện xạ này.